Thưa quý khán giả, chiều ngày 15 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ tổ chức khánh thành hệ thống robot Corindus đầu tiên ở Đông Nam Á và khánh thành hệ thống DSA Aris One là hệ thống can thiệp mạch máu tạng ngoại biên. Đến tham dự có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, cùng nhiều chuyên gia y tế trong nước và quốc tế. Hệ thống robot Corindus đã được FDA công nhận để có thể sử dụng trong can thiệp DSA. Hệ thống này hỗ trợ điều trị thành công cho hàng ngàn bệnh nhân ở các quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Ấn Độ, Đức, Nhật Bản. Hệ thống robot Corindus giúp giảm 95% liều tia cho các bác sĩ can thiệp và 21% cho bệnh nhân, đồng thời nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh với độ chính xác cao, thời gian thực hiện nhanh. Trong tương lai, với sự phát triển của công nghệ và Internet, các bác sĩ có thể điều khiển từ xa giữa các bệnh viện với nhau. Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ cũng tổ chức hội thảo và đào tạo y khoa về chẩn đoán và điều trị đột quỵ từ lý thuyết đến thực hành do các bác sĩ trong và ngoài nước tham gia giảng dạy.